Tình huống SL của đôi trẻ đang thu hút sự bàn tán của dân mạng trong ngày thứ sáu. Câu chuyện ăn gì hôm nay luôn là chủ đề làm đau đầu các cô gái. Và đương nhiên người yêu của các nàng cũng không tránh khỏi sự phiền phức này. Không biết hai đứa này từ đâu đi đến trước mặt mình cãi nhau hừng hực hết cả lên. Quấn được chuyện là bạn nam đang rất bức xúc vì rong người yêu ngoài đường nắng nôi cả tiếng mà cô gái vẫn chưa quyết định ăn gì. Đến quán này hỏi lại câu cuối là có ăn không thì bạn nữ vẫn lắc đầu. Thế là bạn nam bỏ đi luôn. Ăn thì ăn, không ăn thì anh đây về, rất quyết đoán, một thanh niên chứng kiến câu chuyện kể lại. Cô gái ngồi sau xe một tiếng, chỉ việc nghĩ đồ ăn mà cũng không xong. Chàng trai đã có quyết định dứt khoát, có lẽ để bạn gái chừa tính kém chọn. Các chàng trai được dịp lên tiếng vì đồng cảnh ngộ. Chuyện này xảy ra với tôi như cơm bữa. Con gái nhõng nhẽo, khó hiểu lắm, đến ăn thôi mà cũng phải nhọc công thế sao? Nhưng mà tôi không mạnh mẽ được như ông bạn, tài khoản Trung Đức ngao ngán. Lần sau bảo bạn gái chuẩn bị danh sách món ăn từ trước. Một tháng đi. Đừng lôi nhau ra đường rồi mới tranh cãi xem ăn gì. Chỉ khổ cánh đàn ông chúng tôi, nhiều khi đói qua cả mắt mà vẫn phải chiều ý người yêu. Bực không tả được, một dân mạng khác bày tỏ. Trong khi đó, nhiều cô gái cũng tỏ ra khó chịu với cô nàng đỏng đảnh này. Ăn uống sạch sẽ và đủ no là được, kém quá rồi mất ăn, mất cả người yêu đấy. Đức Nam E Thái Trinh nhắn nhủ.